áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới nước ta, gây thiệt hại nặng nề. Vậy bão là gì và cấu trúc của nó ra sao? Bão và áp thấp nhiệt đới là một vùng gió xoáy từ các phía thổi rất mạnh vào tâm bão theo hướng ngược chiều kim đồng hồ ở Bắc Bán Cầu. Bão có đường kính tới hàng trăm km, hình thành trên vùng biển nhiệt đới. Áp suất khí quyển trong tâm bão thường dưới 1.000 mbar, chênh lệch rất lớn với các vùng xung quanh. Đây là nguyên nhân gây ra gió rất mạnh trong bão. Nếu đi từ ngoài vào trong một cơn bão, thì đầu tiên sẽ là các dải mây gây mưa ở rìa ngoài của bão. Chúng cách xa tâm bão tới hàng trăm km và chuyển động theo chiều ngược kim đồng hồ. Các dải mây này có độ rộng khoảng từ vài km tới vài chục km, kèm theo gió mạnh và mưa to. Xen kẽ giữa các dải mây này là những vùng gió không mạnh và mưa không nhiều, tạo thành từng đợt mưa. Đây là đặc trưng của mưa bão. Tiếp tục đi sâu vào bên trong sẽ là một tường mây dông dày đặc, phát triển rất cao, làm thành hình vành khăn gọi là thành mắt bão. Gió xoáy ở đây là mạnh nhất, mưa rơi nhiều nhất và tàn phá nguy hiểm nhất. Trong cùng là mắt bão, là một vùng tương đối lặng gió, đường kính trung bình của mắt bão khoảng từ 30 đến 65 km. Chỉ có những cơn bão mạnh mới hình thành mắt bão rõ nét. Phải cần từ nhiều giờ cho đến nhiều ngày trước khi từ một vùng nhiễu động hình thành nên một cơn bão hoàn chỉnh. Các cơn bão cũng có nhiều kích thước khác nhau. Một vài cơn bão có hoàn lưu nhỏ, chỉ gây mưa và gió mạnh trên phạm vi hẹp. Trong khi có những cơn bão, hoàn lưu rộng trải dài hàng ngàn km với mưa to và gió mạnh trên diện rộng. Tại Việt Nam, mùa mưa bão thường bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12. Bão thường tập trung nhiều nhất trong các tháng 8, 9, 10 và được chia thành 4 cấp độ. Bão thường có cường độ cấp 8, cấp 9. Bão mạnh có cường độ cấp 10, cấp 11. Bão rất mạnh từ cấp 12 đến cấp 15. Từ cấp 16 trở lên được gọi là siêu bão.